Nghe rõ không mọi người? Dạ rồi, em ăn cơm rồi. Cơm tối rồi. Ăn rồi nên rảnh này, lên like một chút xíu rồi. Bùi Văn Tiến, dạ chào nha, rau chào mọi người nha, chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối online vui vẻ. Rau chào mọi người.